chuối chiên, một món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, sẽ là món ăn vặt vô cùng thơm ngon, hấp dẫn mà bạn nhất định phải ăn thử một lần, nhất là vào những ngày mưa. Nguyên liệu làm món chuối chiên bột gồm có chuối xiêm chín, bột chiên tôm, chiên chuối Miko hương xưa 150g, cho thêm nước lạnh tan từ đá 200ml, sơ chế chuối, chuối rửa sạch, bóc vỏ và cắt làm hai nếu là quả lớn, nếu là quả nhỏ thì để nguyên và bắt đầu ép nhẹ chuối, làm sao cho chuối hơi bẹp ra. Lưu ý, không nên ép mạnh tay, bởi vì như vậy sẽ làm chuối nát và không chiên được. Cách pha bột: cho bột chiên tôm, chiên chuối, nước lạnh tan từ đá vào tô khuấy cho đều, đến khi hỗn hợp tan đều. Cách làm: nhúng miếng chuối đã được ép mỏng vào hỗn hợp bột, rồi đem chiên sơ ở nhiệt độ 170 đến 170 độ C khoảng 1-2 phút. Sau đó vớt miếng chuối ra và nhúng miếng chuối vào tô bột lần hai, rồi đem chiên tiếp cho đến khi miếng chuối chín vàng đều. Tùy theo kích thước và khối lượng của miếng chuối mà có thể gia giảm thời gian và nhiệt độ chiên.